Trình lắp cái Ninebot Scooter F40 nha các bạn nhé. Thì mở thùng ra thì nó là phiên bản quốc tế, nó đầy đủ nguyên thùng nguyên hộp như này này. Thì chúng ta sẽ có một cái sạc nhé, sạc ở đây này, đây chính là cục sạc xịn này, nó có logo đàng hoàng nha các bạn nhé. Đấy, tiếp đến là mã vạch, nó viết các thứ đàng hoàng này. Đấy, 42V này. Đó. Thì riêng cái dòng quốc tế, bản quốc tế sản xuất tại Việt Nam này, nó có thêm một cái quả lốp dự phòng này các bạn này. Lốp dự phòng với cả xăm luôn ở bên trong này nhá. Đấy, xăm luôn bên trong. Thì lúc các bạn đưa vào nhá, các bạn đưa vào đây, đấy, nó sẽ có 4 con ốc ở đây. Con ốc ở đây, các bạn dùng chính cái lục này đi kèm này, tự lắp vào được nhá. Đây, ở bên đối diện cũng có 4 con ốc. Đấy, rất đơn giản luôn. Đây có một cái để mà các bạn bơm xe ấy, trong trường hợp mà nó cấn nó nhỏ nhá. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây. Đây cái này thực ra đưa cái bơm nhỏ vào cũng được đấy, nhưng mà nó sẽ hơi khó. Thì các bạn xoáy cái này ra nhá. Xoáy này ra. Đấy, cái này nhà sản xuất bơm rất chắc rồi. Thì các bạn đưa cái này vào. Đưa cái bơm này vào, nhỏ vào. Đấy. Đấy. Ví dụ như thế nhá. Đấy, kiểu như này. Các bạn cắm cái đầu vòi vào bơm. Rất đơn giản thế thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà kết nối điện thoại nhá. Kết nối điện thoại thì đơn giản lắm. Mình thử dùng trên cái iPhone đi. iPhone nhá. Thì chúng ta sẽ vào App Store. App Store. Cài đặt App Store này. Đấy. Các bạn sẽ tìm cái điểm này là Ninebot. Đấy, Ninebot Scooter này. Đấy, nó sẽ ra cái segway Ninebot này nhá, cái logo này nhá. Đấy, các bạn mình cài rồi nên là nó sẽ mở. Mình mở thôi. Đấy, nó sẽ ra cái biểu tượng này. Thì các bạn phải cần đăng nhập nhá, hoặc là đăng ký, các bạn cần đăng ký tài khoản nhá. Đấy, của mình có đăng nhập hoặc đăng ký rồi thì các bạn cứ đăng nhập, đăng ký bình thường thôi. Đấy, đăng ký đi. Tiếp tục. Đấy. Thì các bạn đăng ký của các bạn vào. Sau khi mà nó vào phần mềm rồi ấy, thì chúng ta mở ra, bật Bluetooth lên. Thì các bạn bật màn hình lên như này. Đấy, ở trên này nó sẽ có biểu tượng này, hướng dẫn cho các bạn này. Đấy, ở trên này nhá các bạn này. Bấm giữ 3 giây này. Đấy. Sau đó thì chúng ta mở cái app ra này, thì nó sẽ yêu cầu các bạn kết nối này, thì chúng ta làm theo các cái bước này nhá. Sau khi mà kết nối được nó báo là chúng ta bấm nhấn giữ nút phím này để hai thiết bị nó pair với nhau, thì là nó sẽ tự kết nối được với nhau nhá các bạn nhá. Muốn sạc pin ấy, thì ở đây nó sẽ có cái ổ điện và cái adapter này. Đấy, cái adapter này nhá, thì các bạn sẽ cắm nguồn nó vào đây. Đấy, F40 ấy, thì nó sẽ có cái màu đây, cái dây màu cam này. Đấy, cái khung này cũng màu cam. Bộ phanh này cũng màu cam. Đấy, ở trên hãng thì các bạn cũng sẽ có thông tin đầy đủ luôn. Nó là màu cam. Đây là chuông này các bạn này. Đấy, đây là chuông nhá. Chuông nhá. Đây là ga này. Đấy. Cái ga này ấy, thì khi mà chúng ta có gia tốc đẩy chân tí ấy, thì chúng ta vít ga này nó sẽ đi này. Đấy, còn chúng ta mà muốn gấp nhá. Muốn gấp thì ở đây nó có cái khóa này, khóa màu cam này. Các bạn xoáy dài ra, xong rồi gật nó xuống như này. Đấy, nó sẽ có 2 nấc nhá. Gật xuống như này thì nó chưa đổ cái tay cầm vào đâu, mà các bạn phải ấn thêm một nấc nữa. Ấn mạnh xuống dưới nhá, ấn mạnh xuống dưới này. Đấy, các bạn ấn mạnh cái này nhá, ấn mạnh cái tay này một xuống dưới này. Đấy, nó sẽ kêu cạch một cái thì chúng ta gấp được xuống như này. Đó. Khi mà sạc ấy thì nó sẽ đang sạc ấy thì nó sẽ có tiếng kêu nhá. Thì chúng ta mà muốn gấp xong chúng ta xách đi ấy thì các bạn có cái cò, đây là cái cò chuông, chính là cái móc luôn. Các bạn để xuống phần này, sập xuống cái như này, thấy chưa, là nó mắc lại. Mắc lại thì các bạn cầm cái tay ở đây, chúng ta bê được lên. Đó, rất dễ. Còn nếu mà muốn nhấc cái cần này lên thì chúng ta dùng tay, chúng ta này, chúng ta dùng một ngón tay thôi, chúng ta đẩy cái hạ hết xuống này, đẩy này ra, đẩy này. Đấy, thì nó rơi ra khỏi cái móc này. Các bạn nhìn thấy không? Móc này, đấy, mình đẩy ra này. Đấy, nâng lên này. Đấy, nâng lên nhá, thì lại quy trình lại làm ngược lại thôi. Các bạn làm đơn giản thôi. Đấy, đưa kịch lên. Đấy, đưa kịch lên rồi chúng ta khóa lại, khóa chặt cái này lại. Đấy, sau đó chúng ta khóa cái khóa ngang này lại nhá. Đấy, thế là ok. Đấy, vậy thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Rất là đơn giản, rất dễ dùng đúng không? Đấy, có phanh đĩa này. À, cái dòng này nó có một cái nó gọi là tái tạo năng lượng ấy. Tức là nó dùng chính cái phanh động cơ các bạn nhé. Nó dùng chính cái phanh động cơ để nó sạc ngược lại cho quả pin. Thì nó cũng không hiệu quả lắm, nhưng mà nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn cho các bạn. Đấy, thì các bạn bật nó lên thôi. Bật hoặc tắt cái chế độ đấy đều được nhé. Đấy, khi mà sạc ấy, thì chúng ta sẽ không bật được nguồn. Đấy. Đấy, ở đây nó sẽ có 3 chế độ lái này. Ví dụ các bạn muốn chuyển chế độ là Eco, Normal, Sport ấy, thì chúng ta bấm đúp 2 lần này. Đấy. Mình đang sạc nó ra là nó sẽ không lên. Eco này, ví dụ nó đang ở chế độ Eco thì mình bấm đúp 2 lần này, 1, 2 này, để bấm nhanh nhé. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ khác. Ở chế độ Sport thì nó sẽ đi được 30 km/h. Còn ở các cái chế độ Eco, Normal thì nó đi được 25 km/h. Đấy là đối với dòng có cái tem màu vàng này nhá. Nó gọi là F40. Còn F25 thì nó cũng giống, hình thức nó cũng giống như này. Nhưng mà dây nó màu xanh, à màu đen. Thì nó chỉ đi được 25 km/h là mắc tốc độ thôi nhá. Đó, rất là gọn nhẹ. Các bạn có thể bê vác đi lại rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có vấn đề gì đấy thì các bạn cứ liên hệ với cả bên xe đạp điện trợ lực.vn đây nhé. Thì đội ngũ kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn xử lý.